Rồi, giết thả em đây này. Ok. Rồi, sẵn sàng. Tất cả chuẩn bị, 3 máy chạy. 3 máy chạy. 3, 2, 1, khuôn. Đây là vòng rút thăm may mắn dành cho gia đình anh Tiến và chị Hương với 2 thùng phiếu. Ở bên đây, chúng tôi sẽ có 9 cuộn 3 triệu và 1 cuộn 30 triệu. Bên kia cũng vậy, 1 cuộn 30 triệu và 9 cuộn 3 triệu. Sữa nằm Fabi Canxi và cơn hoa sen máy ấm gia đình Việt. Chúng ta sẽ bắt đầu rút. Xin mời chị. Bất kỳ cuộn thăm nào may mắn hay không. Rồi chị đưa cao lên, mở ra chị. Đưa cao lên. Số tiền đầu tiên 30 triệu đồng. Chúc mừng chị. Rồi chị đi đúng rồi chị. Chị quay lại chị. Ngược lại chị. Chị đi đúng rồi chị. Quay ngược lại. Chị đi đúng rồi. Quay ngược lại thế này chị. Đúng rồi, như vậy là cuộn thăm đầu tiên nhận được 30 triệu đồng. Một tay ở đây nữa. Và sẵn đây đi tay như anh. Đưa cuộn thăm thứ hai 30 triệu nữa. Mở ra luôn. 30 triệu nữa là 60 triệu. Đưa cao lên nhanh tiếng rồi. Cao lên anh, được không? Đưa vào phía trước. Đúng rồi, mở ra. Không nhiều hoa sen 3 triệu. Như vậy là vòng rút thăm may mắn là 33 triệu quý vị. Để rút cuộc kế lên là 30 triệu, 60 triệu rồi. Rồi, gia đình về đi, gia đình về. Rồi, xong. Con về đi. Em về đi.